Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cô gái trong lùm cây. 7 giờ sáng, người dân xã Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định khi đi ra biển đã phát hiện thi hài một thiếu nữ trong một bụi cây. Trên người nạn nhân chỉ mặc áo sơ mi và quần lót, mặt phủ đầy cát và che đi bằng một chiếc áo thể thao màu đỏ. Trong túi áo có hai cái khẩu trang, chân đi dép tổ ong. Ngay lập tức, người dân đã báo cho công an địa phương. Qua khám nghiệm thi hài, cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ giới tuổi 17 đến 25, cao 1m65, mặc áo sơ mi màu hồng, quần jean xanh, trên áo dính nhiều vết huyết. Nạn nhân nằm ngửa, phần mặt được phủ bằng một chiếc áo khoác màu đỏ. Vị trí nạn nhân nằm cách chân đê khoảng 60m. Kết luận khám nghiệm thi hài cho thấy nạn nhân bị sát hại vào khoảng từ 1 đến 2 ngày trước. Đặc biệt, trước khi mất, nạn nhân đã có quan hệ. Nạn nhân cũng đang mang thai tháng thứ tư. Danh tính nạn nhân được xác định là Cao Thị Hằng, 19 tuổi, quê ở xã Hải Sơn, là học sinh trường trung học phổ thông Hải Hậu C. Công an tỉnh Nam Định cho biết khám nghiệm sơ bộ cho thấy kẻ gây án và nạn nhân quen biết nhau. Anh Phạm Văn Trường, 39 tuổi, nhân chứng vụ án cho biết, chiều cuối tháng 3, anh nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi tâm sự tại đúng vị trí phát hiện ra thi hài cô gái. Cách đó chừng 20m, có một chiếc xe đạp màu trắng, dạng xe cào cào. Nhiều tổ công tác đã được tung ra để tìm kiếm nhân chứng ở hai đầu con đê. Kết hợp các dấu vết, nhân chứng, vật chứng thu được tại hiện trường, cơ quan công an đã dựng lên chân dung một nam thanh niên quen biết nạn nhân, sống không xa khu vực, đó chính là Phạm Tuấn Ánh, 18 tuổi. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định, Phạm Tuấn Ánh sau nhiều giờ không chịu hợp tác với cơ quan công an, luôn tìm mọi cách quanh co chối tội. Ban đầu Ánh đã nghĩ ra đủ cách để chối tội. Ánh khai rằng sau khi cãi nhau với Hằng đã dùng một cục đá tác động vào đầu khiến cô gái ngất đi. Ánh cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết là thấy một nhóm ba thanh niên đi xe đến chỗ Hằng. Nhưng cuối cùng, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén cùng với sự động viên của các điều tra viên, kẻ thủ ác đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình, dẫn đến sự ra đi của người yêu. Điều đáng nói là ngay cả khi đã nhận tội, anh vẫn leo lẻo tự bào chữa cho mình rằng y không cố tình sát hại người yêu mà chỉ làm với mục đích để Hằng không bắt phải cưới nữa. Những lời nói của hung thủ tuổi teen này cùng với bản mặt lâm ly không thể hiện sự thành khẩn, ăn năn, hối lỗi khiến cho các điều tra viên không giấu nổi sự tức giận, đành quay đi nén tiếng thở dài. Lời khai lạnh lùng. Những lời khai ban đầu của hung thủ tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định cho thấy vụ án mạng đau lòng xảy ra vào tối ngày 31 tháng 3. Được biết, Phạm Tuấn Ánh và Cao Thị Hằng đều đang là học sinh phổ thông. Khởi nguồn của mối nghiệt duyên này là nhân dịp đội lễ cho một người bà con tại Hải Hậu. Ánh và Hằng đã nảy sinh tình cảm. Trong khoảng thời gian yêu nhau này, Ánh và Hằng đã nhiều lần ăn trái cấm. Nhưng do thiếu hiểu biết, không biết cách phòng tránh nên hậu quả dẫn đến việc Hằng có thai. Ngày 31 tháng 3, khi về Nam Định, Hằng gọi điện rủ Ánh ra bãi cát ven đê. Khoảng gần 4 giờ chiều, Ánh dùng xe đạp chở Cao Thị Hằng ra khu vực bãi biển thuộc xóm Nam Ninh, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để tâm sự. Sau khi quan hệ thân mật, cô gái thông báo đã mang thai 3 tháng và muốn Ánh phải có trách nhiệm cưới xin, nhưng Ánh không chịu và nói phải học hết lớp 12 rồi mới tính tiếp. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường và hàng ngày còn ngửa tay xin tiền bố mẹ, nên nghe đến chuyện kết hôn, bản thân Phạm Tuấn Ánh cũng hết sức lo sợ. Cũng vì thế, Ánh và Hằng xảy ra cự cãi lẫn nhau, trong khi xô xát, không giữ được bình tĩnh. Phạm Tuấn Ánh đã lấy hung khí, mang theo sẵn trong người, xiên liên tiếp nhiều nhát, cho đến khi Hằng không còn thở nữa. Sau khi gây án, biết Hằng đã thiệt mạng, Phạm Tuấn Ánh còn kéo thi hài người yêu, giấu vào bụi rậm rồi ung dung đạp xe về. Trên đường về, Phạm Tuấn Ánh ném hung khí xuống biển nhằm tẩu tán tang vật. Bà Lê Thị Hương,
mẹ nuôi của Ánh nước mắt lưng tròng kể, bà lập gia đình với ông Phạm Văn Tiến, người cùng xã Hải Phú, sau nhiều năm không có con. Năm 1995, bà cùng chồng lên trại trẻ mồ côi Nam Định xin một đứa con về nuôi. Ánh tuy không phải là con đẻ, nhưng hai người đã nuôi nấng, chăm sóc nó còn hơn cả mẹ đẻ. Tiếp lời vợ, ông Tiến cho biết, con ông là đứa rất giàu tình cảm, đi đâu cũng xin phép bố mẹ. Lớn vậy nhưng vẫn đòi ngủ với mẹ, đòi mẹ gội đầu, tắm rửa cho. Hỏi về chuyện tình cảm của Ánh, ông Tiến cho biết, qua theo dõi điện thoại di động của con, ông biết Ánh và Hằng đã quyến luyến. Khi hai đứa bắt đầu có quan hệ tình cảm, yêu đương, Ánh có dẫn bạn gái về nhà chơi mấy lần. Vợ chồng ông Tiến cũng biết và khuyên bảo Ánh và Hằng còn nhỏ nên tập trung cho việc học. Sau này lớn lên, có nghề nghiệp ổn định nếu vẫn yêu thương. Cơ quan điều tra nhận thấy, sau khi gây ra sự ra đi cho người yêu bằng hơn chục nhát, rồi dùng áo bịt mặt khiến Hằng không thở được, Ánh vẫn còn đủ bình tĩnh để xử lý hậu sự. Lúc đầu Ánh chạy ra phía biển, ném hung khí xuống. Sau đó tên này dắt xe đạp của Hằng đem đi gửi tại một nơi mà cô gái vẫn thường xuyên gửi, hòng che giấu tội lỗi. Hung thủ còn đủ bình tĩnh ra nhà văn hóa xã để đánh bóng chuyền với bạn bè. Và tối hôm đó, anh vẫn ngủ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 3 tháng 4, khi cơ quan chức năng dẫn giải hung thủ Phạm Tuấn Ánh đến hiện trường để thực nghiệm điều tra, hàng trăm người dân địa phương và các xã lân cận đã có mặt để chứng kiến hành vi tội ác từ chính kẻ đã ra tay sát hại dã man người yêu của mình, mô tả lại. Tất cả mọi người đều rung mình kinh hãi bởi sự lạnh lùng của tên sát nhân máu lạnh khi quyết tâm thực hiện hành vi tội ác đến cùng. Ông Vũ Thành Hưng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hải Hậu B, nơi Phạm Tuấn Ánh đang theo học, cho biết khi vụ sát hại nữ sinh được phát hiện gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng có đến trường tìm hiểu. Biết hung thủ gây án là học sinh cũ của trường, chúng tôi đã rất bàng hoàng. Thỉnh thoảng tôi và các giáo viên trong trường cũng có nghe thông tin từ bên ngoài. Gần đây Ánh thường tụ tập với vài người bạn học và lập nhóm 6789, theo ngôn ngữ giang hồ hiểu là san bằng tất cả. Có thể khẳng định, nhóm của Ánh tuy chưa gây ra vụ việc nào khiến cơ quan chức năng phải can thiệp, xử lý, nhưng nhiều học sinh ở địa phương phải kiêng dè, e ngại, không dám đụng đến. Chiều ngày 8 tháng 4, trường Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Phạm Văn An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Ánh, sinh năm 1995, trú ở xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về hành vi sát hại người. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.